ơi. Oh my god. Giang ơi. Yeah. Yeah. Đừng phù sĩ kìa các bạn ơi, siêu đẹp luôn. Ôi em sẽ livestream cho mọi người ở nhà cùng xem. Bạn yêu lắm nào Diễm ơi. Ribi và Emily rất là muốn livestream cho các bạn thấy nơi đẹp nhất để ngắm nhìn núi Phú Sĩ từ xa. Nhưng mà rất tiếc là tại vì mạng quá yếu cho nên Ribi và Emily không thể nào livestream cho các bạn được. Rất là tiếc luôn. Không vào mạng được. No wifi. Yeah, so weak. Ribi và Emily sẽ chọn cách chụp hình để gửi về cho các bạn xem. Picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đẹp đi. Đứng vô chụp cho. Đạo diễn vào nhảy. 1, 2, 3. 2, 3, 3, 3. Nhảy lại đi. 1, 2, 3, 3, 3, 3. Khổ thân đạo diễn.